Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Đi nắm được tí. Thế này. Tôi thấy cái này có cái bằng những hai mặt của tôi. Đó. Bằng những hai mặt. Thôi. Thời gian xóa. Đi như ngày thơ video vui trên bài Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách
tò mò. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy video mình sẽ đi vào chi tiết tò mò nhé mẹ. Xin chào các nhà, hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Gì vậy? Cái này còn 200 min kia à? Bây giờ đây. Vậy rồi. Tự tắt rồi. Tự tắt rồi. Mẹ. Như vậy là mình đã tô màu xong rồi nha.
Như vậy video của mình đã kết thúc các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem.